Trong thế kỷ thứ nhất, hầu hết những người xung quanh Địa Trung Hải sống trong các thành phố rất đông đúc. Tất cả đều bị đế quốc La Mã cai trị. Mỗi thành phố là một sự pha trộn đa dạng của các nền văn hóa, sắc tộc và tôn giáo. Và vì điều này, mọi loại đền thờ đã xuất hiện để hiến tế cho mọi loại thần và mỗi người đều giữ danh mục các thần thánh mà mình thần phục. Nhưng ở mỗi thành phố, bạn cũng sẽ tìm thấy một nhóm thiểu số không tôn thờ bất kỳ thần nào ngoại trừ thần của chính họ, đó là dân Israel, còn được gọi là người Do Thái. Họ tuyên bố rằng Đức Chúa Trời của họ là đấng tạo hóa và vua thật sự của thế giới. Lúc bấy giờ, tất cả các thành phố này được kết nối bởi một mạng lưới trục lộ được đế quốc La Mã xây dựng và do đó thật dễ dàng để đi lại, để làm kinh doanh và thậm chí để truyền bá những ý tưởng mới. Có một người quen thuộc với những trục lộ ấy, đó là sứ đồ Phao-lô. Ông đã dành nửa sau của cuộc đời mình để đi từ thành phố này sang thành phố khác, thông báo rằng Đức Chúa Trời của dân Israel đã lập một vị vua mới trên các quốc gia. Vị vua này không giống bất kỳ ai đã đến trước đây. Đúng vậy, hầu hết các vua chúa cai trị bằng sự xâm lược hoặc quyền lực, nhưng vị vua mới này cai trị bằng sự hy sinh bản thân và tình yêu. Tên của ngài là Jesus. Và Phao-lô là người đã rao báo về ngài. Ông đang mời tất cả mọi người đến sống dưới sự cai trị của vị vua này. Những câu chuyện về các chuyến hành trình của Phao-lô và cách mọi người nhận được sứ điệp này là phần thứ ba của sách công vụ các sứ đồ. Trong một thời gian, căn cứ địa của Phao-lô là thành phố Antioch. Và từ đó, ông và các bạn đồng lao của mình đã thực hiện ba chuyến đi, di chuyển trên đất liền và bằng đường biển đến các thành phố chiến lược trên khắp đế quốc. Ở mỗi thành phố, Phao-lô có thói quen là trước hết đến nhà hội Do Thái, nơi người dân của ông nhóm lại. Ông sẽ bắt đầu giảng dạy và cho thấy vua Mêsi đấng được hứa trong Kinh Thánh Do Thái chính là Chúa Giê-xu ở Nazareth. Và có người tin theo tin tức này, cũng có người không tin. Lại có một số người nghĩ rằng sứ điệp này rất sai lệch và nguy hiểm. Họ sẽ kích động bạo loạn để đuổi Phao-lô ra khỏi thành phố. Đó là tình cảnh khi Phao-lô đến nơi hội họp chợ nhộn nhịp của thành phố. Tại đây, ông mở cửa hiệu để làm và bán liều da nhằm trang trải chi phí đi lại. Và tại đây, Phao-lô tiếp tục chia sẻ tin lành về vua Giê-xu phục sinh với bất kỳ ai muốn nghe. Ông thường bị hiểu lầm là đang quảng bá một vị thần mới. Có lần, ông cầu nguyện cho một người bệnh, người ấy được chữa lành và mọi người xung quanh nghĩ Phao-lô hẳn là một vị thần Hy Lạp đã xuống thăm họ. Nhưng Phao-lô khẳng định chỉ có một Đức Chúa Trời thật và ông là đầy tớ của ngài. Sứ điệp này thường dẫn đến chống đối và bạo loạn, và ông bị đánh đập, thậm chí còn bị tống giam vào ngục. Tại sao lại có phản ứng mạnh như vậy? Thực ra là việc thờ cúng nhiều thần đã gắn kết văn hóa La Mã. Họ tin rằng các vị thần giữ cho thành phố an toàn, và việc thờ cúng các thần là một phần rất lớn trong nền kinh tế của họ. Phao-lô không chỉ thêm vào danh sách một vị thần mới là Chúa Giê-xu, ông nói tất cả các thần khác đều bất lực, thậm chí là giả tạo. Vì vậy, ông đang hủy hoại cách sống của họ. Dân, và hơn thế nữa, khi Phao-lô tuyên bố Chúa Giê-xu là vua mới, ông sẽ gọi ngài là Chúa hay Con Đức Chúa Trời. Đó là những tước hiệu mà mọi người thường dùng để chỉ về hoàng đế của La Mã. Vì vậy, sứ điệp của Phao-lô có thể dễ dàng bị xem là một mối đe dọa chống lại toàn bộ trật tự chính trị. Tại sao người ta tham gia phong trào này? Ý tôi là nó có vẻ nguy hiểm. Thật ra, mọi người bị cuốn hút bởi câu chuyện về Chúa Giê-xu và cách mà tình yêu của ngài tạo nên các cộng đồng nơi tất cả mọi người được coi là bình đẳng, bất kể sắc tộc, giới tính hay tình trạng kinh tế. Những người này lập ra những gia đình mới, cùng dùng bữa với nhau. Họ sống hy sinh và chăm sóc người nghèo giữa dòng mình. Họ sống như thể Chúa Giê-xu thực sự là vua. Đúng thế, và vì vậy, tại mỗi thành phố nơi Phao-lô công bố sứ điệp về Chúa Giê-xu, người ta được thần của Đức Chúa Trời biến đổi để trở thành những con người mới. Vì vậy, Phao-lô sẽ ở lại thành phố đó và dạy họ biết đạo của Chúa Giê-xu. Và rồi ông sẽ rời nơi đó để đến một thành phố mới. Đây là một cuộc sống nhọc nhằn. Phao-lô đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn và rất nhiều sầu não. Dừng, và ông chấp nhận như vậy bởi vì ông tin rằng những khó khăn của chính mình là việc tái hiện sự đau khổ và sự chết của Chúa Giê-xu vì người khác. Ông nói rằng chính tình yêu của Đức Chúa Trời đã thúc đẩy ông chia sẻ câu chuyện về Chúa Giê-xu bất kể giá phải trả là gì. Sau chuyến đi thứ ba, danh tiếng của Phao-lô tăng lên. Ông đã có nhiều bạn mới, nhưng đồng thời cũng đã tạo ra nhiều kẻ thù mới mà nếu khôn ngoan thì ông sẽ nên tránh họ. Nhưng Phao-lô đã không tránh họ. Điểm dừng chân tiếp theo của ông là Jerusalem,
một thành phố đầy những người muốn bắt và thậm chí là giết ông. Và vậy thì, tại sao ông đến Jerusalem và những gì xảy ra khi ông đến đó là phần cuối cùng của sách Công vụ Các Sứ Đồ?